Chính chủ kẹt tiền đang cần ban cấp ngay khu dân cư bộ công an nha anh chị nha, 11 x 25 phun thổ cư. Đó, đây là toàn cảnh những hình ảnh mới nhất về khu dân cư khu bộ tập thể bộ công an, khu tập thể bộ công an tại phường Tam Phước anh chị ha, tại phường An Phước. Đây, đường trước đất nhà mình đây. Đó, đối diện là những căn biệt thự rất là đẹp, xinh xắn ha. 11 x 25 phun thổ cư, giá hơn 4 tỷ cho anh chị đầu tư trong giai đoạn này. Khu tập thể bộ công an phường xã An Phước, huyện Long Thành anh chị nha, xẹp một đường Phùng Hưng. Đây là vị trí lô đất này. 11 x 25 phun thổ cư bên cạnh căn nhà này. Đó, đây là toàn là căn biệt thự rất là đẹp. Anh chị về đây xây nhà, an ninh tốt, đường xá đẹp. Đó, anh chị nhìn thấy được đối diện nhà mình. Rồi, anh chị nào mà có nhu cầu muốn đầu tư hay là muốn về đây để an cư lập nghiệp thì liên hệ với em anh chị nhé. 11 x 25 phun thổ cư, khu tập thể bộ công an, xã An Phước, huyện Long Thành, xẹt một đường Phùng Hưng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha.